back to my channel. Mình là CD, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình. Và video ngày hôm nay sẽ là một video về chủ đề dưỡng trắng da. Có một sự thật là khi mà mình xem lại những cái hình của mình hồi những cái năm trước á, thì mình cũng có công nhận là từ lúc mà mình siêng dưỡng da hơn, không chỉ là da mặt nha, mà ngay cả da body nữa, thì mình cảm thấy là da của mình có một cái sự thay đổi rất là tích cực và hiệu quả. Cái routine dưỡng da của mình á, thì lúc trước á là sẽ là chuyên về trị mụn hơn. Còn bây giờ thì chuẩn bị bước sang tuổi 25 rồi á mọi người, mình sẽ thiên về dưỡng trắng hơn. Và mình thấy là cái routine dưỡng trắng da của mình nó rất là hiệu quả, mà cũng rất là đơn giản nữa. Cho nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ đó đến mọi người. Mình nghĩ là con gái thì ai cũng sẽ muốn có cho mình một cái làn da trắng sáng hết. Thì thực sự mà nói, nếu mà bạn sở hữu một làn da trắng sáng thì khi mà đến một cái nơi đông người, kiểu cảm giác là mình sẽ rất là tỏa sáng, kiểu là mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về phía của mình. Và bắt đầu thôi, let's go. Điều đầu tiên, mỗi khi mà mình dưỡng da hay là dưỡng tóc hay là dưỡng bất kỳ một cái gì trên cơ thể của mình á, thì mình vẫn sẽ quan trọng là mình chăm sóc á, thì mình phải chăm sóc từ bên trong ra. Và bên cạnh những cái sản phẩm mà skincare bôi thơm bên ngoài á, thì mỗi ngày mình sẽ bổ sung hai viên uống của nhà Nucoswine. Đây là viên uống hỗ trợ trắng da. Nucoswine là một thương hiệu đến từ Nhật Bản. Mình đã có tham khảo rất là nhiều những cái viên uống hỗ trợ trắng da khác ở trên thị trường. Cái lý do mà mình lựa chọn em viên uống này của Nucoswine á, là tại vì em này có chứa những cái thành phần thiên nhiên rất là lành tính. Như vậy thì nó sẽ rất là an toàn cho cơ thể và làn da của mình. Khi mà uống cái em viên uống trắng da này á, thì cái điều mà mình thấy rõ rệt nhất nha là lúc trước mỗi lần mà mình bị mụn á, thì nó sẽ để lại thâm rất là lâu. Nhưng mà khi mà uống cái em viên uống trắng da này nè, những cái vết thâm đó sẽ mờ đi nhanh hơn. Tại vì trong cái em viên uống này á, là có chứa chiết xuất nấm men kết hợp với lại vitamin C, thì nó sẽ giúp sản sinh thêm glutathione. Glutathione á, khi mà được chiết xuất từ nấm men á, nó sẽ có tác dụng là ức chế sản sinh hắc tố da, hay được gọi là melanin. Thì melanin là những cái mà gây cho mọi người bị nám tàn da hay là thâm mụn á. Đó, thì khi mà hắc tố da của chúng ta giảm xuống thì da của chúng ta sẽ trắng dần lên, làm cho nám và tàn nhang hay là thâm mụn này kia sẽ mờ dần đi, và sẽ đồng thời là bảo vệ làn da của chúng ta từ bên trong trước những tác hại của ánh nắng mặt trời. Mình thấy ở bên Nhật thì đa số họ sẽ không sử dụng trực tiếp hợp chất glutathione ở dạng tổng hợp, mà thay vào đó thì họ sẽ sử dụng thông qua những thành phần chiết xuất từ thiên nhiên, điển hình như là chiết xuất vừa chứa cả glutathione và L-cysteine sẽ hỗ trợ làm trắng da nội sinh. Một cái thành phần nữa làm cho mình quyết định là mình sẽ lựa chọn cái em viên uống này á, là vì trong cái em viên uống này có chứa thành phần chiết xuất từ nhau thai ngựa. Nhau thai ngựa đã được sử dụng rất là nhiều trong những cái sản phẩm làm đẹp hay là thực phẩm chức năng. Và đặc biệt nha, là Nhật Bản và Hàn Quốc á, là hai nước cực kỳ ưa chuộng những cái sản phẩm làm đẹp có chứa cái thành phần này. Cái lý do tại sao á, mà thành phần chiết xuất từ nhau thai ngựa lại được ưa chuộng nhiều đến như vậy là vì trong cái thành phần này á, có chứa amino acid nhiều gấp 300 lần so với lại những dịch chiết nhau thai khác, tương tự với lại nhau thai của phụ nữ, thì có chứa hầu như là những cái chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, ví dụ như là protein, peptide là giúp tái tạo tế bào da và tăng cường cái độ đàn hồi cho da, hay là những cái vitamin khác, ví dụ là vitamin E, vitamin C giúp chống oxy hóa. Mọi người ở bên Nhật á, thì cũng biết rồi á, là mùa đông bên Nhật á, không khí rất là hanh khô luôn. Nhưng mà từ khi mà uống cái em viên uống này á, thì da của mình kiểu cảm giác là nó được cải thiện hơn á. Lúc nào nó cũng đủ ẩm và mềm mịn. Ngoài ra là còn có chiết xuất táo đỏ là có hoạt tính chống oxy hóa mạnh hơn 65 lần so với lại vitamin C, sẽ giúp hỗ trợ cái quá trình mà sản sinh collagen và chống oxy hóa nè. Và đây cũng là một trong những cái thành phần mà giúp cho mọi người cải thiện được cái tình trạng là thâm nám và tàn nhang. Mỗi ngày thì mình sẽ uống đều đặn 2 viên. Một hộp như thế này sẽ là 60 viên thì mình sẽ uống được 1 tháng. Mọi người lưu ý là đây là thực phẩm chức năng chứ không phải là thuốc đặc trị. Cho nên là mọi người phải kiên trì uống từ 2 đến 3 tháng mới thấy có kết quả được. Chứ không phải là thuốc thần, thuốc tiên đâu mà hôm nay uống là ngày mai là coi như là trắng bật tông luôn nha mấy bà. Nucoswine là một thương hiệu đến từ Nhật Bản. Cho nên là tất cả những cái sản phẩm của Nucoswine là đều được sản xuất theo tiêu chuẩn cao và được nghiên cứu bởi các chuyên gia bác sĩ đến từ Nhật Bản, cho nên là rất là an toàn và lành tính nha. Mọi người ở Nhật thì mọi người có thể tìm mua sản phẩm này thông qua app Rakuten. Đây, mọi người vào App Store và sau đó mọi người download app này về nè. Cái phần tìm kiếm á, mọi người nhập cho mình là Nucoswine.
trong một hộp này sẽ có hai hộp nhỏ, mỗi hộp thì mọi người sẽ uống một tháng, hoặc là mọi người chỉ cần kéo xuống cái phần mô tả bên dưới thì link chính hãng của cái sản phẩm này á mình sẽ để bên dưới cho mọi người có thể tìm mua nha. Còn ở Việt Nam á thì mọi người có thể tìm mua ở các chuỗi nhà thuốc uy tín, ví dụ như là pharmacy, nhà thuốc An Khang, hoặc là chuỗi drugstore như là Watson, Guardian, Hasaki, hoặc là trên các sàn thương mại điện tử như là Shopee, Lazada, Tiki nha. Ok, tiếp theo sẽ là tẩy tế bào chết định kỳ. Da của chúng ta sẽ được cấu tạo bởi rất là nhiều lớp, và cái lớp cuối cùng là lớp tế bào đáy sẽ có cái nhiệm vụ là luôn sản sinh ra những cái tế bào mới và đẩy dần lên trên. Thì trong cái quá trình mà tế bào mới đó nó di chuyển từ cái lớp tế bào đáy lên cái lớp ở trên, nó sẽ bị mất nước và trở thành tế bào chết. Thì cái lớp tế bào chết đó sẽ tạo một cái màng mỏng ở trên da. Nếu mà không tẩy tế bào chết thường xuyên thì khi mà sờ lên da, kiểu cảm giác là da của chúng ta sẽ rất là sần sùi, nứt nẻ, không có được mướt, và da sẽ bị sạm, không có đều màu. Ai mà hay bị mụn cám hoặc là mụn đầu đen thì một phần cũng lý do là vì mọi người không tẩy tế bào chết thường xuyên, nó sẽ gây bít tắc lỗ chân lông và gây ra mụn. Trên thị trường có rất là nhiều loại tẩy tế bào chết, ví dụ là tẩy tế bào chết hóa học nè, tẩy tế bào chết vật lý, thì mọi người cứ lựa chọn cái loại nào mà phù hợp với lại sở thích và làn da của mình. Tẩy tế bào chết da mặt thì mọi người lưu ý là chỉ tẩy từ 2 đến 3 lần một tuần thôi, không có tẩy mỗi ngày nha. Tại vì nếu mà mọi người tẩy mỗi ngày thì sẽ làm tổn thương hàng rào bảo vệ da, thì da của mọi người sẽ gặp cái tình trạng là tiết dầu nhiều hơn nữa, hoặc là da sẽ bị tăng tiết tố, là kiểu da mọi người sẽ bị đỏ ửng lên hoặc là đỏ sạm đi á, cho nên là cái gì nhiều quá nó cũng sẽ không tốt. Và tẩy tế bào chết da mặt á thì mọi người tập trung tẩy vào những cái vùng giống như là có lớp sừng nhiều, ví dụ như là cánh mũi nè, hoặc là ở dưới cằm nè, tại vì những cái vùng đó là sẽ thường hay bị những cái mụn đầu đen á và mụn cám á. Về tẩy tế bào chết body thì mọi người tẩy như bình thường cũng được, hoặc là có thể như mình thì mình sẽ xài đây là một cái bàn chải tẩy tế bào chết của Muji. Mỗi ngày mình tắm thì mình sẽ thoa xà bông bình thường thôi, xong rồi mình sẽ lấy em này mình chà nhẹ nhàng ở trên da của mình nè. Em này có cái lông rất là mịn thì nó sẽ giúp cho mình tẩy tế bào chết nhẹ nhàng mỗi ngày. Thì khi mà tẩy tế bào chết thì mọi người chú ý tập trung là tẩy kỹ ở một cái vùng mà khuỷu tay, dưới cánh tay nè, đầu gối hay là gót chân đó, thì những cái vùng đó thường sẽ có lớp sừng rất là cứng và nó sẽ rất là dễ tiếp xúc, như là quần áo nè, hay là mọi người ngồi mọi người chống tay á đó, nó sẽ ma sát với cái bàn nhiều á thì nó sẽ rất là dễ bị thâm đó. Cho nên là cái việc mà mọi người tẩy tế bào chết thường xuyên kỹ ở những cái vùng đó nó sẽ giúp cho da của mọi người á nó sáng lên, cái vùng đó không có bị thâm. Cái cây này nè nó dài cho nên là mọi người cầm á, mọi người đưa ra đằng sau á, mọi người chà cái lưng của mọi người á cũng rất là dễ nữa, cho nên là cũng cải thiện được cái tình trạng là mụn lưng của mọi người rất là nhiều. Nếu mà mọi người tẩy tế bào chết thường xuyên á thì cái việc mà bôi thoa những cái sản phẩm dưỡng da sau đó nó sẽ tăng hiệu quả hơn, tại vì nó sẽ tăng cái khả năng mà thẩm thấu và hấp thụ những cái dưỡng chất hơn. Tiếp theo á là nằm trong cái routine đi tắm của mình mỗi tối luôn, đây chính là baby oil. Sorry mọi người, cái chai nhìn nó hơi thấy ghê một xíu, tại vì mình để trong toilet mình xài á. Cái lý do vì sao mà mình dùng em này là tại vì á mình nghĩ á, nếu mà mình muốn da của mình mềm mịn giống như em bé á thì mình sẽ thử dùng những cái sản phẩm mà em bé hay dùng. Tại vì mình thấy các mẹ hay dùng cái này để mix chung với nước hoặc là sữa tắm, nhưng mà mỗi lần tắm cho những em bé sơ sinh á, tại vì da của em bé sơ sinh rất là mẫn cảm, tắm cái này á nó sẽ làm dịu da hơn á, nên là mình đã quyết định dùng thử. Trời ơi, nhưng mà thực sự là đỉnh nha mọi người. Mùa đông bên Nhật á rất là khô luôn, mỗi lần mà mình tắm xong á là da mình kiểu bị khô mà căng rát á mọi người. Đó, một phần là do thời tiết lạnh nè, một phần là do tắm nước nóng nữa. Cho nên là khi mà mình tìm ra được cách mà mix cái này em này chung với lại sữa tắm á, để như là mình tìm ra chân ái của cuộc đời mình luôn á mọi người. Mỗi lần đi tắm á, mọi người cứ mix từ 1 đến 2 giọt chung với lại sữa tắm, xong rồi mọi người tắm bình thường thôi. Thì khi mà mọi người rửa với nước lại á, thì cái lớp oil á nó sẽ còn sót lại trên da của mình, nó sẽ giúp cho dưỡng ẩm. Còn nếu mà bạn nào mà siêng hơn nữa nha, thì khi mà lau khô này kia hết xong rồi á, thì mọi người lấy cho mình từ 1 đến 2 giọt đó, mọi người thoa đều ra lòng bàn tay, xong rồi mọi người bôi từ trên này lại xuống dưới cái chân, da của mọi người sẽ rất là ẩm mịn luôn. Mọi người lưu ý là lấy từ 1 đến 2 giọt thôi, lúc đầu thì nó sẽ hơi dính một xíu, nhưng mà để tầm 5 phút sau là kiểu cảm giác nó bình thường, nó không có dính nữa đâu. Nếu mọi người lấy nhiều quá thì nó mới dính nha. Thoa xong cái baby oil rồi,
nó sẽ để lại trên người mình nó một cái mùi giống như mùi em bé vậy á mọi người. Nếu mà bạn nào muốn dưỡng body lotion nữa, mọi người đợi cái lớp oil này nó khô hẳn đi thì mọi người apply thêm body lotion nữa vẫn ok nha. Như mình á là mình dùng body lotion của Vaseline. Đây dùng sắp hết rồi mọi người. Đây là cái loại màu hồng chuyên dưỡng trắng luôn. Em thì có cái mùi rất là thơm, kiểu như là thơm cái mùi nhẹ nhàng giống như mùi phấn vậy á mọi người. Tiếp theo rất là hạt dẻ thiên nhiên dễ tìm luôn, đó chính là uống nước dừa. Mình biết cái điều này á khi mà hồi năm ngoái mình đi về Việt Nam thì lúc đó là da của mình đang trong một cái tình trạng gọi là rất là kinh khủng á mọi người, kiểu như là mụn sưng viêm này kia hai bên má này kia rồi xong rồi thâm, nói chung là rất là thấy ghê á. Chỉ đơn giản là gần nhà mình có một cái chỗ bán dừa trái giống như là một cái vựa dừa rất là rẻ, xong rồi ngày nào ba mình cũng mua cho mình nước dừa uống hết, tại vì mình cũng thích uống nước dừa nữa, nước dừa rất là ngon. Mỗi ngày đều được uống nước dừa mọi người, cảm giác như là cơ thể của mình nó được chữa lành vậy á. Những cái mụn mà trên má nè, đặc biệt là mụn lưng nha, dần dần thì cái nó biến mất đi hết trơn luôn. Thì mọi người cũng biết rồi á, là nước dừa có một cái tác dụng á, là detox nè, giải nhiệt cơ thể rất là tốt. Thì cơ thể của chúng ta khi mà gan thận hay là bao tử á, mà khỏe thì da của các bạn mới có thể đẹp được. Nên là khi mà chúng ta bị những cái mụn như là viêm sưng nè, mụn nóng nè, thì đồng nghĩa với cái việc á, là giống như là cơ thể của mình đang báo cho mình một cái tín hiệu là ừ, bên trong của mày đang không ổn đó nha, đó đang có rất là nhiều độc tố đang bị nóng trong người đó nha, cho nên là đừng có ăn những cái đồ chiên rán dầu mỡ hay là đồ nóng nữa, kiểu như vậy. Cho nên là mọi người có thể tham khảo cách này nha. Tiếp cuối cùng cũng là một tiếp rất là quan trọng, đó chính là bôi kem chống nắng và chống nắng thật kỹ khi mà ra đường. Mình biết là mọi người đã nghe cái điều này rất 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 là nhiều lần rồi. Và mình chắc chắn luôn là sẽ có những lúc mà mọi người quên hoặc là lười chống nắng đúng không? Mọi người nhớ là hãy chống nắng thật kỹ trước khi ra đường và bôi kem chống nắng ít nhất 30 phút trước khi ra đường nha. Và cũng đừng có quên là bôi kem chống nắng cho phần cổ nè, phần da tay nè, tại vì hai cái phần đó là rất là dễ bị nhăn và lão hóa. Và mọi người hãy nhớ là chùm kỹ vô khi mà đi ra đường. Muốn trắng thì phải chống nắng thật là kỹ. Lựa những cái áo khoác mà có chống tia UV á, và đeo mắt kính vào bảo vệ mắt nè, và đeo khẩu trang vào, và mọi người nhớ lựa những cái khẩu trang mà có thể che được hai cái phần hai bên này nè, tại vì hai cái phần hai bên này á, là rất là dễ bị bỏ quên, và đặc biệt là hai cái phần hai bên này rất là dễ bị nám nữa, mà mọi người biết rồi, nám á, là rất là khó trị, cho nên là mọi người đừng có quên nha. Nếu mà mọi người không bôi kem chống nắng và không chống nắng kỹ khi mà ra đường á, thì tia UV từ ánh sáng mặt trời sẽ làm tổn thương những cái tế bào da của chúng ta nè, sẽ làm tăng sản sinh melanin là sẽ gây ra những cái nám tàn nhang á, làm yếu đứt gãy đi tế bào collagen là sẽ làm cho da của chúng ta bị nhăn nheo lão hóa sớm, và nguy hiểm hơn nữa là sẽ làm tăng cái nguy cơ bị mắc bệnh ung thư da nữa. Cho nên là cái việc chống nắng á, nó chiếm 70% cái kết quả của cái quá trình dưỡng trắng và bảo vệ da của mọi người, cho nên nhất định là mọi người không có được quên chống nắng nha. Và đó là những cách mà mình đã áp dụng để dưỡng trắng da hàng ngày. Mình nghĩ nó khá là đơn giản để cho mọi người có thể biến nó thành thói quen mỗi ngày của mọi người. Và chúng ta chỉ cần chăm chỉ duy trì hàng ngày thôi thì chắc chắn một điều là chúng ta sẽ đẹp hơn mỗi ngày nha. Và hy vọng là mọi người sẽ thích video lần này của mình. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi video của mình. Love guys. Don't play with it, don't be the size. Still not a